đi luôn không? Trời ơi thơm quá trời luôn. Ở dễ là mẹ con không sợ đói bụng rồi đó. Chuyển chuyển mày qua bển cho mấy người bển á. Đưa cho mấy bà độc hành đó chị. Còn bà cho độc hành. Bơm chục con. Chục cây lại bơm phát nước ai bên anh mày. Đến cái tôi quận nó mua được 2 nhân vá. Thì đã liên hệ là 400 đúng không? 400 nhưng mà cho đem, nhưng mà em phải hỏi kỹ là cho đem lên rồi, thực phẩm thuốc lên rồi, lên đó có ai làm khó dễ mình cái vụ mà tiền bãi hay là vụ mà tiền vụ nước ngọt tiền tắm như thế nào nữa. 400 là chưa bao gồm tiền gửi xe, chưa bao gồm tiền tắm ngọt nha, chỉ mới tiền tàu thôi đó. Có một thằng nó đứng ra nó làm cái hậu đó và nó làm xã hội đen hay gì đó, không thằng chủ tàu là dám chạy mà không quan lực của nó. Rồi mình đang ngồi mình uống, nó bảo là cái này em đi tàu nào ở đội đó nó thuê chứ không đánh tiền bãi nữa, thế mẹ nó nữa bắt mình trả tiền bãi thuê bãi nữa. Con này con gì chị? Con hào à? Sao chị? Sao gì? Phải không? Nó đang kêu cái thằng mà làm mẫu á.
thử và thấy rất là ngon. Từ lúc anh sang còn nhiều hơn trước nữa. Bán đi qua đây. Hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dùng ma đi chợ sáng mua rau thịt về đâu. Anh lên online Facebook đăng tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng tận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mến rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác. Là do em tất cả, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối anh bồi rồi, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Là do em tất cả, chính em. Hello mọi người, mọi người ngủ dậy chưa? Mình dậy rồi nè, không biết mọi người còn ngủ nước không ta? Dạ chị. Tắt màn hình rồi.